Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Sau đây em lại tiếp tục qua một con 9090DB là huyền thoại của dòng âm ly đài Sansui. Thì vẫn con là giá là 44 triệu em đã bao ship cho các bác ở mọi miền Tổ quốc nha. Thì các bác cứ có nhu cầu và yêu sản phẩm này thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Và các bác đừng quên đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những video bên em, để các bác được chọn lựa cho mình một khi các bác nào cần sản phẩm nào thì các bác alo cho em. Thì sau đây là em sẽ quay chi tiết cũng như là độ đẹp của sản phẩm. Hiện tại là em có hai con đẹp thiếu cái thùng xốp nha. Đây là con thứ hai. Con trước là em là con thứ nhất thì em đã quay video trước rồi. Các bác có thể ấn vào kênh của em và ấn vào phần video có thể kéo xuống để xem được cái con thứ nhất. Cũng đồng giá là 44 triệu nha các bác. Chỉ độ đẹp thì như nhau, chỉ khác là con kia vỏ gỗ nó vàng, còn con này vỏ gỗ đậm hơn. Đấy. Đây. Các bác có thể thấy được cái độ đẹp của sản phẩm nha. Đấy, em quay chậm cũng như là full HD. Lên đèn lên đồ đầy đủ cho các bác coi luôn. Tất cả là chạy hoàn hảo. Ốc là em đã mở sẵn rồi. Đấy. Về phần vỏ gỗ thì các bác khỏi cần quan tâm nha. Những sản phẩm đẹp thiếu thùng xốp thì nó đẹp từ trong ra ngoài. Những cái con này có khi nó còn đẹp hơn những sản phẩm mà còn thùng xốp. Tại bây giờ những sản phẩm đã thuộc vào thành phân khúc là âm ly nó có tuổi rồi. Những cái thùng xốp thì nhiều khi người ta bên đó người về đây, người ta lấy con khác người ta bỏ vô. Nhiều con có thùng xốp này bán rất là đắt, nhưng mà lại xấu hơn những con không có thùng xốp. Đó là điều đương nhiên. Hàng thùng xốp thì các bác chỉ cần những mua nếu chơi những sản phẩm high end đời mới thì các bác cần thùng xốp. Còn những sản phẩm đời sưu tầm cổ như thế này thì các bác chỉ cần quan tâm là độ dinh và độ đẹp của nó thôi. Thùng xốp chi mà khi ghét gánh cái thùng xốp vào, các bác bỏ thùng xốp vào thì người ta bán tới năm mấy triệu. Thùng xốp thì bán nhôm nhựa chỉ được có 10 ngàn thôi. Tự nhiên khi tao có bỏ vào cái thùng xốp thì lại lên giá tới năm mấy triệu. Các bác lại tốn mất 10 triệu bạc. Khi bán cái thùng giấy chỉ có 10 ngàn bạc thôi. Đấy, thì giá em bán như con đẹp như thế này, hàng tuyến chọn rất là kỹ cho các bác là giá 44 triệu nha. Thì em nói luôn là dòng này là chạy sò Toshiba nha các bác. 9090DB là sò Toshiba chứ đó. Còn 9090 là chạy sò Sanken. Về cơ bản thì con 9090DB công suất chạy bình thường nó là 435W. Cực đại của nó lên tới 650W, chạy 4 nguồn điện nha các bác. Tất cả là hàng Mỹ nha. Nhưng sản phẩm này là hàng Mỹ về, ở Nhật không có nha. Đây là ruột gan của sản phẩm. Em tắt điện cái. Đấy. Thì các bác qua ống kính thấy được độ đẹp của nó, sexy là 7 màu nha. Đấy, rất là đẹp nha. Đấy, cầu chì là còn nguyên luôn nha, cầu chì sứ này. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Quay làm xung quanh tiếp cho các bác cùng coi. Đấy. Bác nào sưu tầm thì alo cho em qua số điện thoại 0978338114, em ship hàng toàn quốc cho các bác. Giá 44 triệu nha, là đối tác cực kỳ đỉnh của những dòng loa cổ Sansui Pioneer. Đặc biệt của nó là 99A, dòng loa 99A. Đấy. Tuyệt vời ông mặt trời nha các bác. Rồi, em quay sơ bộ như thế thôi, thì các bác thấy cần thì alo cho em. Các bác chơi 99A thì không thể thiếu những con 9090DB như thế này. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, em xin phép là dừng video nha. Cứ 4 phút 5 phút là dừng được rồi, để họ khỏi chèn quảng cáo vào để các bác xem cảm thấy khó chịu. Này.